Xin chào toàn thể các bác và các anh em. Em cũng biết rằng là khi các anh em quyết định gửi mang số đến cho em Văn Chỉnh thì nó cũng là một cái vấn đề mà các bác anh em cũng đắn đo. Bởi vì là không biết rằng là cái ông này ông ấy chỉnh tại nhà tại chỗ, rồi mất cái tiền công cước cũng như là tiền cước gửi bưu điện, thì sau khi nhận lại chiếc vang thì nó sẽ như thế nào. Thì cái vấn đề này thì em rất hiểu cái suy nghĩ của các bác anh em. Thì có chú em ở Bình Dương ấy, gửi cho em chiếc vang số hàng mới chính hãng của hãng Starson, mua em là ST888HC. Thì ngoài cái tờ giấy mà chú em này chú ấy viết cho em như thế này, thì chú ấy cũng trao đổi rất là nhiều thông qua cái Zalo, và chú ấy cũng có yêu cầu làm một clip để cho chú ấy xem, để các bác thấy rằng là chú ấy trao đổi rất nhiều các cái vấn đề khi mà trong cái quá trình em làm chiếc vang số này. Trong quá trình mà em làm chiếc vang số này thì chú ấy trao đổi rất nhiều, và trước khi chú ấy gửi thì chú ấy cũng trao đổi rất nhiều. Thì em cũng nghĩ rằng là chú này chú ấy cũng rất là cẩn thận và băn khoăn khi là như vậy, là ở Bình Dương gửi chiếc vang số này cho em để em căn chỉnh lại, thì không biết là như vậy là nó có hiệu quả hay không. Tức là chú ấy trao đổi rất nhiều về các cái vấn đề xung quanh cái việc mà quyết định gửi chiếc vang cho em căn chỉnh. Thì em cũng biết rằng có rất nhiều các bác anh em như vậy là cũng rất là băn khoăn khi mà như vậy là quyết định là gửi vang số cho em căn chỉnh. Bởi vì là đối với một người làm tại nhà tại chỗ, đôi khi làm tại nhà của các bác anh em có khi còn chưa hay, thì không biết là cái ông mà ông ngồi một chỗ ông căn chỉnh thế này thì là không biết có hay không. Thì cái vấn đề này thì em cũng rất hiểu, có rất nhiều các anh em mà trước khi quyết định thì cũng phải đắn đo nhiều. Và có nhiều các anh em thì sau khi mà em chia sẻ các video clip về vang số thì có rất nhiều các anh em có thể là tham khảo và tự mình căn chỉnh, cảm thấy nó cũng cải thiện rất nhiều so với trước đây, cho nên là cũng lại quyết định gửi cho em để làm cho nó hoàn chỉnh hơn. Thế nhân tiện như vậy làm chiếc vang số này cho chú này, thì em cũng chia sẻ các bác anh em như thế này, có mấy vấn đề. Một là với không gian 2m2 như với cái nhà của chú em mà gửi chiếc vang số này cho em căn chỉnh ấy, thì có lẽ rằng không cần phải nhiều loa đâu. Các bác và anh em nên chọn một đôi loa chất lượng, một đôi loa chất lượng cho cái phòng 2m2. Cái phòng 2m2 này em nghĩ một đôi loa 25 là đủ, chứ chưa nói gì là một đôi 30. Cho nên rằng là theo em thì các bác nên chọn một cái đôi loa chất lượng, một cái cục đẩy tốt, một cái vang số hay và một cái bộ mic cũng chất âm hay, thì có lẽ rằng sẽ tốt hơn là khi sử dụng nhiều loa. Và đấy là cái vấn đề đầu tiên em chia sẻ với các bạn anh em, bởi vì em là cái người mà cũng đã từng sử dụng rất nhiều loa rồi, và đối với em là sử dụng cho kinh doanh chứ không phải cho gia đình, cho nên em rất hiểu là giữa kinh doanh và gia đình khác nhau rất là nhiều khi các anh em sử dụng nhiều loa cho một cái không gian mà nó chật hẹp, tiêu âm tán âm kém ấy, thì như vậy là nó có cái sự mà dối âm rất là nhiều, dẫn đến cái việc mà âm thanh nó không rõ nét nữa, thì chúng ta như vậy là nghe cảm thấy nó ồn ào, kể cả phần nhạc và cái phần mic. Cái đấy là em tư vấn ngắn với các anh em. Thì nhân tiện là hôm nay căn chỉnh chiếc vang số này thì em lại chia sẻ với anh em ấy, là giữa cái vang số mới và cái vang số đời cũ thì nó khác nhau như thế nào. Bởi vì là nhiều khi ấy thì các anh em ấy xoay quanh mấy con vang dòng X thì như vậy là cứ khen là như vậy là X là hay, khen là X thì là vô địch về echo. Nhiều khi thì cứ xoay quanh mấy con vang thôi. Nhưng đối với em thì các bác cũng thấy được rằng là em được va chạm rất nhiều loại vang, từ vang hàng mới chính hãng cho đến vang hàng bãi, từ bình dân đến cao cấp, đủ các loại. Cho nên rằng là em chia sẻ các bác anh em để các bác anh em có thể nắm bắt được giữa cái mới và cái cũ thì nó như thế nào. Giữa cái mới và cái cũ thì sẽ thử luôn chất âm để cho chú này chú nghe này. Ở đây là chế độ giám định giọng, là chỗ đầu tiên làm theo yêu cầu của chú này này. Một, chế độ 2 là gì vợt này.
Và chú này chú lại nghĩ rằng là không biết là có làm được to cái chất âm mic hay không. Thì hiện giờ mic đang để có 17 thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9. Chế độ 3 này là chế độ mà chất âm nó sẽ sáng hơn này. Và chú này chú thích nghe một cái chất âm mà nhiều bác, nhiều check. Chú này sở trường của chú là chú thích nghe nhiều check. Thì ở chế độ số 3 này là chế độ mà nhiều check này. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 1, 2, 6. Chế độ 4 là chế độ dành cho loa sáng tiếng hơn này. Thì nó có rất nhiều chế độ để cho các anh em gọi ra sử dụng. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 1, 1, 2, 6. Và một chế độ nữa là chế độ nhiều check này. Chúng này thích nghe nhiều check cho nên cũng làm một chế độ nhiều check này. Chế độ nhiều check. Đặt luôn tên là nhiều check. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 1, 1, 2, 6. Một chế độ ngoài trời này. Chế độ ngoài trời. Không biết là các bác, mà anh em nhìn có rõ không? 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 1, 1, 2, 6. Và phòng một chế độ chống hú nữa. Phòng của chú em này một chế độ chống hú bởi chú nói chuyện rằng là loa để rất gần cái vị trí người ngồi, trên đầu người hát thôi. Chuyên làm chế độ chống hú. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 1, 1, 2, 6. Giờ em chia sẻ các anh em như thế này. Chia sẻ các anh em để các anh em nắm được nó như thế này này. Nắm được, bây giờ không phải alo trên mic nữa. Mà chia sẻ các anh em như thế này này. Nhiều khi ấy, thì cái hàng mới ấy, nó khác về cái hàng bãi nó như thế nào. Bây giờ gọi cái chế độ phổ thông đi. Gọi chế độ phổ thông đi. Gọi chế độ phổ thông ra này. Thì giữa hàng mới và hàng bãi thì nó sẽ khác nhau như thế nào. Giữa hàng mới và hàng bãi nó khác nhau như thế nào. Đầu tiên phải nói về cái phần thôi bây giờ là phần ấy đã. Phần mic trước đã. Phần mic. Thì các bác thấy được rằng ở cái phần mic, ở cái phần mic của hàng mới ấy, thì nó có cho phép chúng ta cắt thấp cắt cao. Và ngay bản thân ở trong cái chế độ cắt thấp và chế độ cắt cao này, nó đã như vậy là có rất nhiều chế độ để cho phép chúng ta lựa chọn. Đấy là một cái vấn đề mà khi chúng ta căn chỉnh hàng mới ấy, là chúng ta phải lưu ý. Là hàng mới ấy, thì rất nhiều vang số hàng mới bây giờ là cho phép chúng ta như vậy là cắt thấp cắt cao. Và đặt được chế độ làm việc ở cắt thấp cắt cao. Thì đấy nó cũng là một cái mà khác biệt đầu tiên. Và cái cắt thấp cái chế độ làm việc này này nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất âm của cái phần mic. Đây là một cái vấn đề mà các bác sẽ lưu ý. Nó có các cái chế độ giả dụ như limit này, có chế độ limit compressor đầu vào này. Đây là hai mục làm về cái limit compressor đầu vào này. Và ngay về cái âm lượng này thì chú nói chuyện là như vậy là trước đây rất nhỏ thì cái chuyện to nhỏ thì chúng ta chỉ cần tăng ở đây thôi, nhưng mà chúng ta sẽ đặt giá trị bao nhiêu để có chất âm mic nó đẹp. Thì đây là hàng mới nó sẽ có những cái mục này, nó sẽ có những mục này. Thế cho nên rằng là nhiều khi các anh em ấy chỉ có xoay quanh mấy con vang đời X ấy, thì như vậy là chưa nắm được. Chứ còn nhiều chiếc vang số đời cao ấy và hàng mới ấy, thì có nhiều chức năng để cho phép chúng ta căn chỉnh. Thế là ở cái phần effect cũng thế. Ở cái phần effect thì ngay bản thân cắt thấp cắt cao này, cắt thấp cắt cao ở trong phần effect này, đây là echo này. Đây là echo, đây là reverb. Và trong cái cắt thấp cắt cao của echo reverb nó đã có các cái tính chất đặt chế độ làm việc cho cái cắt thấp cắt cao. Cắt thấp cắt cao chúng ta sẽ đặt ở chế độ nào để có hiệu ứng đẹp nhất thì cái này nó là thông qua cái vấn đề cả thẩm âm thôi, cảm âm thôi. Thì trong echo cũng có và trong reverb cũng có, trong reverb cũng có, trong reverb cũng có. Thế cho nên rằng là
một cái vấn đề là ngoài cái chế độ làm việc rồi thì nó còn một cái giá trị nữa là đặt giá trị cắt thấp và đặt giá trị cắt cao. Đấy là cái sự khác biệt. Để làm một chiếc băng số thì em vẫn chia sẻ với các bác anh em ấy, không phải là vấn đề equalizer đâu. Equalizer nó chỉ là một phần thôi. Đây là phần main này. Ở phần main thì các bác cũng thấy rằng là cũng có chế độ cắt thấp cắt cao, cũng có chế độ cắt thấp cắt cao. Đây là một sự khác biệt giữa hàng mới và hàng cũ ở chỗ này, cắt thấp cắt cao này. Đấy. Thế cho nên rằng là một cái vấn đề là giữa vang số hàng mới và hàng cũ thì nó có sự khác biệt. Và khi chúng ta nắm bắt được những khác biệt đấy, cảm nhận được cái sự khác biệt đấy thì chúng ta sẽ làm được chiếc vang số hàng mới nó hay. Chứ còn đâu có phải là như vậy là vang số hàng mới không hay đâu. Em căn chỉnh rất nhiều chiếc vang số hàng mới chính hãng. Và khi các bác anh em nhận lại thì các bác anh em khá hài lòng về chất âm ở trên chiếc vang số hàng mới mà em đã căn chỉnh. Chẳng qua chúng ta sẽ nắm bắt được những cái đặc điểm ở trên những chiếc vang số hàng mới nó như thế nào, hàng bãi nó như thế nào. Mỗi một chiếc vang số nó sẽ có đặc tính riêng, thì chúng ta sẽ cài đặt được một chất âm ở trên những chiếc vang số kể cả hàng mới hay hàng bãi cũng khá hay. Thì nhân tiện hôm nay chia sẻ với lại chú em này để chú em này nắm rõ trong vấn đề như vậy là sử dụng phối ghép loa, và cũng tư vấn cho các anh em ấy, khi mà sử dụng với mức không gian hẹp thì có lẽ không cần nhiều loa đâu, không cần nhiều loa mà chỉ cần một đôi loa chất lượng và thiết bị chất lượng thì nó sẽ hay rồi. Để cộng với cái việc mà cài đặt một chiếc vang số hay nữa là sẽ có một cái bộ dàn karaoke hay.